Xuất lẩu một người đấy, bao gồm có xương cá hồi này, một con tôm này, miếng chả cá này, có cả mực này, có cả bạch tuộc này, có cả bạch tuộc, có cả đậu đấy, và đây là gì, có cả nấm, rau cả. Nhìn cũng hấp dẫn dạ. Nhìn cũng hấp dẫn vậy. Nhìn cũng hấp dẫn. Thank you.